Kính chào khán giả đang trở lại chuyên đề người lao động trên kênh thông tin tuyên truyền thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2024. Các công đoàn cơ sở tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong công nhân lao động. Được sự hỗ trợ của chủ doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở công ty Đông Phương, khu công nghiệp Song May, Trảng Bom, Đồng Nai phối hợp tổ chức Đại hội Thể thao năm 2024 với trên 500 vận động viên đến từ các xưởng sản xuất đã tham gia các môn thi gồm nhảy bao bố, chạy tiếp sức và kéo co. Đây là lần đầu tổ chức nhưng quy tụ nhiều lao động đăng ký tham gia. Những ngày làm việc mệt mỏi và tất cả đội của tụi em luôn phấn khởi và rất là thích môn thể thao này. Rất là vui và hào hứng chị. Nói chung là cũng thông báo trước đây một tuần rồi, tụi em rất là háo hức và rất là mong chờ đến ngày hôm nay ạ. Hôm nay rất là vui ạ. Công ty thường tổ chức nhiều giải, nhiều trò chơi cho công nhân giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi á chị. Còn tại công ty Đồng Nai Việt Vinh cũng đã tổ chức giải Việt giả với 700 vận động viên đến từ các xưởng sản xuất tham gia. Việt giả của công ty được tổ chức hàng năm, được công đoàn và công ty cùng nhau tổ chức hàng năm với mục đích là khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, tạo niềm vui và sự giao lưu giữa anh chị em công nhân viên, cán bộ công nhân viên với nhau, từ đó tạo lên sức khỏe cho người lao động. Và tình đoàn kết từ đây thì người lao động sẽ vui vẻ làm việc. Nói chung là em tham gia hoạt động từ 4 năm đổ về đây. Ngày trước em cũng có từng tham gia nhưng mà do điều kiện nữa em không tham gia được. Nhưng mà 4 năm về lại đây thì em trực tiếp tham gia. Em cảm thấy rất vui khi được công đoàn và công ty, các ban lãnh đạo của công ty đã tạo sân chơi cho các công nhân viên đang làm việc tại công ty giày Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động truyền thống thể hiện sự quan tâm của chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn nhằm tạo phong trào để người lao động nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất. Kính thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào học giỏi sống tốt khu vực sản xuất được ban chấp hành các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm để phần nào đó giúp con của người lao động vượt khó vươn lên trong học tập, động viên tinh thần để công nhân người lao động an tâm làm việc, giảm phần khó khăn trong cuộc sống. Năm học 2023-2024, công ty Chăn Sinh Việt Nam tại khu công nghiệp Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai có 1.400 em học sinh là con của cán bộ, nhân viên, công nhân lao động đạt thành tích học giỏi sống tốt. Trong đó có 870 em đạt thành tích giỏi toàn cấp. Đặc biệt từ trước đến nay đã có nhiều em nhận thưởng tại công ty từ 8 đến 10 lần. Trong đợt tuyên dương đầu tiên, công đoàn cơ sở tổ chức tại nhà máy tại Long Thành. Số lượng thì hàng năm càng tăng, thì chất lượng cũng như thế. Trong cái năm nay là 1.395 em đạt cái thành tích xuất sắc giỏi, thì trong đó có 200 em là đạt học sinh giỏi toàn cấp. Biểu dương những nỗ lực cố gắng của các em trong học tập, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng trong thời gian tới, công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục cùng ban giám đốc công ty có nhiều hoạt động chăm lo cho các em, tạo điều kiện để người lao động vừa sản xuất giỏi, vừa nuôi dạy con học giỏi, sống tốt. Mong muốn ban giám đốc công ty tiếp tục tạo điều kiện để công đoàn cơ sở có nhiều chính sách chăm lo cho người lao động, con em của họ, giúp họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cùng với tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc các chính sách pháp luật cho người lao động, chăm lo quan tâm người lao động nhiều hơn vì họ là tài sản làm nên sự phát triển của doanh nghiệp. Nhằm động viên các cháu có thành tích học tập xuất sắc, công đoàn và công ty tổ chức lễ tuyên dương để các cháu tiếp tục nỗ lực và phát huy trong năm học tiếp theo, qua đó giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với các nhà máy. Công đoàn và cùng công ty thì cũng tổ chức các cái buổi tuyên dương học giỏi sống tốt cho các anh em, thì cái điều đó cũng là cái động lực giúp cho chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn công việc và
có một cái niềm khích lệ gì đó để chúng tôi có thể là gắn bó nhiều hơn với công ty. Vợ chồng em luôn chia các khoảng thời gian ra, ví dụ như về thì vợ chồng sẽ cùng nhau làm việc nhà, rồi sau đó sẽ cùng nhau chơi đùa và học tập. Đây là cái phong trào nhằm hỗ trợ, động viên và khuyến khích tinh thần học tập của con công nhân viên chức lao động tại các công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thì cứ hàng năm thì Liên đoàn Lao động huyện thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh sẽ triển khai thực hiện xét bình chọn con công nhân viên chức lao động học giỏi sống tốt. Và cái nội dung triển khai sẽ thực hiện theo quy trình là 3 cấp. Đối với các cháu mà học giỏi sống tốt hàng năm thì sẽ được khen thưởng ở tại cấp công đoàn cơ sở. Và đối với các cháu mà học giỏi sống tốt nhiều năm liền và đạt thành tích liên tục ở mỗi cấp học thì sẽ chuyển về tỉnh. Tại lễ tuyên dương học giỏi sống tốt năm 2024 tại công ty Chăn Sinh Việt Nam tại Long Thành, Đồng Nai, đại diện các nhà tài trợ đã ủng hộ và trao nhiều phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Kính thưa quý vị, 5 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai không ngừng được củng cố, đổi mới và tăng cường mở rộng. Phong trào cách mạng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị của thành phố, thể hiện sự phấn đấu trưởng thành và nâng cao năng lực hoạt động của cả hệ thống tổ chức mặt trận từ thành phố đến phường xã trong nhiệm kỳ qua. 5 năm qua, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố Biên Hòa mong muốn Đảng, Nhà nước có các giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ để phát huy dân chủ, tiếp tục cải cách hành chính, giải quyết vấn đề lao động, nhà ở, việc làm và khắc phục những tồn tại hạn chế mà người dân quan tâm. Kiên quyết đấu tranh phòng chống hiệu quả đối với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chuyên nghiệp có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay. Theo cái nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, thì trong đó thì vai trò của mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã phát huy rõ nét trong việc vận động nhân dân tham gia tích cực vào các cái chương trình là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở trên cái địa bàn của thành phố. Rồi cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày được mở rộng, thì mặt trận và các đoàn thể cũng đã tổ chức được các cái phong trào hành động cách mạng, qua đó đã thu hút đông đảo người dân ở trên địa bàn thành phố tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận, các tổ chức thành viên và trách nhiệm của người dân, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, rồi giám sát về các cái hoạt động về xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, giám sát cả cái sản phẩm mỗi xã một sản phẩm là ô cốp, và cái phản biện tôi thấy cũng rất là hay và rõ ràng, tức là cái kiến nghị, cái giám sát của mặt trận tổ quốc của cái đoàn đó là rất có hiệu quả, vai trò vị trí mặt trận được nâng lên rõ nét. Điểm sáng của hệ thống mặt trận là phong trào thi đua, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế được triển khai. Lao động tri thức được phát huy, theo đuổi khát vọng làm giàu cho mình và cho thành phố, đồng thời có trách nhiệm đối với xã hội trong việc bảo vệ môi trường và đào tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Qua đó, các tổ chức thành viên phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống với nhiều chủ đề thiết thực như hội phụ nữ với phong trào 5-0, 3-sạch, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, liên đoàn lao động với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hội nông dân với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đoàn thanh niên với các cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Hội cựu chiến binh với phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu. Hội chữ thập đỏ với phong trào, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Hội người cao tuổi với phương châm, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đã có sức lan tỏa và tác động tích cực vào việc huy động các nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ý thức trách nhiệm công dân,
bồi đắp, gắn kết tình cảm cộng đồng dân cư bền chặt. Đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đối với Hội Cựu chiến binh thì thường xuyên phối hợp cùng với các cơ quan đoàn thể của thành phố để tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, và trong cái nội dung phong trào thi đua yêu nước mà cấp ủy chính quyền địa phương đã đề ra. Đặc biệt là đối với công tác hội thì hội là thực hiện theo 7 nhiệm vụ công tác hội và 40 tiêu chí của hội trung ương hội đã đề ra. Thường xuyên hàng năm thì đối với hội viên là luôn luôn phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong năm 2023 thì hội được tặng thưởng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong toàn tỉnh. Thì trong với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc đó, thì thành đoàn cũng đã có những cái đóng góp cũng như là những cái hiệu quả tích cực mang lại cho cái tổ chức chung của mình. Thì thông qua các hoạt động chủ yếu là về các mặt tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên cũng như người dân về các mảng phân loại rác thải tại nguồn, cũng như trong cái việc mà xây dựng thành phố Biên Hòa giàu đẹp văn minh, chú trọng trong những cái việc tuyên truyền đến người dân là chủ yếu. Bên cạnh đó thì cũng ra quân các đội hình để mà hỗ trợ đến người dân trong các hoạt động như là tuyên truyền chuyển đổi số, rồi phân loại rác thải tại nguồn, ra quân vào các ngày thứ bảy xanh sạch đẹp, rồi ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện để mà hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Hội Liên hiệp Phụ nữ là một tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với phường Tân Hiệp thì các tổ chức thành viên luôn là một thành phần để mà góp phần cho cái hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc được tốt hơn. Các hoạt động nổi trội như là các hoạt động vì người nghèo cũng như là các hoạt động tặng quà Tết luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quan tâm, và đặc biệt là chỉ đạo các tổ chức thành viên quan tâm hơn. Và hàng năm thì các tổ chức thành viên cũng như là nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng thì là tổ chức các hoạt động liên quan, cũng như là ví dụ như là tặng quà Tết, cũng như là chăm sóc cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em. Dạ, các mô hình đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thì các mô hình gần như là chỉ đạo chung. Thì đó, các mô hình cụ thể như là cái mô hình chi hội quản lý đường sáng xanh sạch đẹp, cũng như là cái mô hình mà hiện nay mà toàn thành phố quan tâm, đó là mô hình phân loại rác tại nguồn, mô hình ngôi nhà xanh. Thì hiện nay 6/6 chi hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Hiệp đã thực hiện và đang dần đi vào triển khai đến với các hội viên được tốt hơn. Thì qua cái mô hình này cũng nhận thấy được là cái hiệu quả đem lại nó rất là bổ ích, cũng như là mang được lại thêm một cái nguồn kinh phí để cho hội phát triển và quan tâm hơn đến những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò nòng cốt cùng các tổ chức thành viên, tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các điển hình mới, nhân tố mới, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp và đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, kinh tế phát triển gắn với xây dựng đô thị văn minh. Thì về cái công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở trên địa bàn thì đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố là cụ thể hóa qua các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thì có nhiều cái cách làm, nhiều cái mô hình hay, qua đó thì đã làm có cái tuyên truyền vận động trong nhân dân và bà con nhân dân thì có cái tích cực trong cái việc mà thực hiện tham gia cùng chính quyền trong việc xây dựng. Với truyền thống thành phố anh hùng, với tinh thần đoàn kết sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố hãy đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, góp phần xây dựng thành phố Biên Hòa văn minh, an toàn, xứng tầm đô thị loại 1 thuộc tỉnh Đồng Nai. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Người lao động trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.